Hồi trước Úc, tôi đến thăm anh đây. Anh sống ở đây vẫn ổn chứ? Cũng được, ít ra tôi vẫn chưa chết. Anh thực sự rất lạc quan, đến giờ này rồi mà vẫn còn cười được. Hết cách thôi, tôi là kẻ vô tư trời sinh. Cậu muốn tôi khóc không dễ vậy đâu. Nhưng mà hình như tôi nghe nói tiến sĩ Kojima đã tiêm một mũi virus cực độc vào người của anh rồi. Chỉ cần 3 ngày, đến lúc đó anh chính là một thực thể mang bệnh độc cực mạnh, không có thuốc chữa. Theo kế hoạch của chúng tôi, sẽ đưa anh đến khu phố sầm uất của Tân Kinh, nơi nhiều người Trung Quốc nhất. Như vậy, anh sẽ là vũ khí của người Nhật Bản chúng tôi, tội nhân của người Trung Quốc. Đến lúc đó, để tôi xem anh còn có thể cười được không. Các người thật đê tiện. Nhưng mà anh quên rồi, không có cách tự sát nào đơn giản hơn tự thiêu cả. Hoặc tôi có thể tìm nơi có nhiều người Nhật các người, uống rượu trò chuyện với họ. Khốn kiếp! Thế nào, tức giận rồi? Nhìn dáng vẻ nhỏ mọn của cậu kìa, đùa với cậu thôi mà. Anh có tin bây giờ tôi giết chết anh không? Tin, tôi rất tin chứ. Tôi tin lắm luôn đấy. Tốt nhất là bây giờ cậu giết tôi. Chỉ cần cậu để cho tôi một cơ hội sống, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Khốn kiếp! Đừng do dự nữa. Xem dáng vẻ hùng hổ của cậu kìa, ra dáng đàn ông một chút được không? Nhanh lên, dứt khoát đi, nhanh giết chết tôi đi. Coi như tôi cầu xin cậu, muốn chết đâu dễ như vậy, đúng là không dễ dàng. Cậu trói tôi lại, nếu như tôi có thể cử động được thì tôi cần cầu xin cậu sao? Tốt nhất là cậu một súng bắn chết tôi, một lần cho kết thúc cũng đỡ bận tâm. Úc Đinh Diễn, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Trước khi anh chết, tôi mời anh xem một vở kịch. Không có nhu cầu xem kịch, tôi không hứng thú với việc xem kịch, đặc biệt là vở kịch của người Nhật Bản các người. Diễn tới diễn lui cũng là len keng long công, có chút mới mẻ nào không? Không phải vậy đâu, là kịch của người Trung Quốc, anh nhất định sẽ thích. Buông tôi ra! Các người đưa tôi đi đâu chứ? Các người đưa tôi đi đâu? Anh à, sao anh lại ở đây? Hiểu hiểu, sao các người lại đánh anh ấy thành ra như vậy? Trói cô ta lại cho tôi. Mutoshiro, tên khốn kiếp, thả em gái của tôi ra. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Anh không phải là người, buông tôi ra. Buông tôi ra! Các người muốn làm gì? Mutoshiro, có gì cứ nhắm vào tôi đi, cậu đừng động vào em ấy. Buông tôi ra! Vừa nãy không phải còn cười sao? Cười đi! Cười một cái tôi xem nào. Anh nói cái đó gọi là sống vô tư. Bây giờ đừng động vào em ấy. Không được động vào em ấy. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Mujiro,
Đừng động vào em ấy. Chuyện này không liên quan tới em ấy. Em ấy không biết gì cả. Có vợ còn nhắm vào tôi đi. Mưu Toshiro, tôi xin cậu. Mưu Toshiro, tôi xin cậu. Đừng động vào em ấy. Em ấy không biết gì đâu. Hiểu Hiểu à, nhìn anh đi. Hiểu Hiểu, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh sẽ không để em có chuyện gì đâu. Anh thề đấy. Thật đó, nhìn anh đi, đừng sợ. Anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Làm tôi cảm động quá đi. Tình anh em sâu đậm. Anh nói anh cậu xin tôi. Tôi xin cậu. Muộn quá rồi. Đừng động vào em ấy. Đừng mà. Đừng động vào em ấy. Mưu Toshiro, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi cầu xin cậu, cậu đừng có hành hạ em ấy. Anh xem. Có thấy móng tay của em gái anh đẹp không? Mưu Toshiro, tao sẽ chính tay giết chết mày. Thêm một cái nữa nhé. Xin lỗi cậu. Cậu xin cậu đấy. Hiểu Hiểu à, Hiểu Hiểu, em chịu đựng một chút đi. Anh giết tôi đi. Được không? Anh đến giết tôi đi. Mưu Toshiro, tôi xin cậu đó. Không giết được tôi đúng không? Muốn cái này hay là cái này? Tôi hứa với cậu, chuyện gì tôi cũng hứa với cậu. Mưu Toshiro, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thực sự sai rồi. Tôi cầu xin cậu. Được không? Đừng động vào em ấy nữa. Đừng. Đừng động vào em ấy mà. Đừng động vào em ấy. Cậu đừng động vào em ấy mà. Khóc rồi sao? Không phải vừa nãy anh nói sẽ không dễ dàng rơi nước mắt sao? Cái cuối cùng nhé. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà, đừng mà. Tôi đưa các người đi được không? Cậu muốn biết gì tôi nói cho cậu hết. Tôi thực sự sẽ nói hết cho cậu. Đừng làm tổn thương em ấy nữa, tôi xin cậu. Xin cậu đấy. Anh muốn hợp tác với tôi sao? Đừng mà. Anh nghĩ tôi còn tin anh nữa không? Mưu Toshiro, Mưu Toshiro. Chuyện gì tôi cũng hứa với anh mà. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Muộn quá rồi. Đừng mà. Đừng mà. Tên khốn, tao nhất định sẽ dính tay giết chết mày. Tao nhất định. Đưa nó ra ngoài cho tôi.
Thế nào, thú gì không? Mày không giết tao, tao nhất định sẽ giết chết mày. Xin lỗi, mày không còn cơ hội nữa. Hai người đi giết chết Úc Ninh Dĩ cho tôi. Dân, đi theo tôi. Làm cũng được đấy. Mày đến đúng lúc lắm. Tao đỡ phải đi tìm mày. Võ sĩ Nhật Bản chúng mày chẳng qua chỉ có vậy thôi. Thiếu tá, giao cho chúng tôi đi. Tôi phải cho hắn ta tâm phục khẩu phục. Ừ.
Để tôi. Yeah.
tao từng nói, tao nhất định chính tay giết chết mày.